Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục hành trình trong thời đại nhà thám hiểm. Chuyến khám phá vừa qua thì có thể nói là một chuyến khám phá rất là may mắn ha. Mình đã tìm ra được tên tộc trưởng Barako rồi, mang được cái mặt nạ của hắn về. Trong tương lai thì mình sẽ đổi cái mặt nạ này, rồi mình tìm thêm một tên tộc trưởng Iran như vậy nữa. Mình thử mình mua cái thứ mà khiến hắn có thể phát ra cái tia mặt trời cực mạnh á. Mình rất là muốn sở hữu cái tia đó luôn, nhưng mà bây giờ thì hơi khó rồi. Úi, sao mình nghe tiếng nhện? Hình như có con nhện đâu rình rình nhau ngoài. À, nó ngoài này. Từ từ đợi mình xíu. Láo tét thiệt. Nhà mình mà nó lên rồi ha, nó mắc kẹt. Xong rồi nó la lên, chịu nổi không? Khó chịu thiệt. Hôm qua thì mình đã dùng toàn bộ số ngọc lục bảo của mình để mua ra những quyển sách sửa chữa rồi. Mình chỉ còn có một chút thôi. Nhiều đây thì nó cũng khá là ít đó. Thế nên mình muốn có thêm một ít ngọc lục bảo nữa. Và mình sẽ trở lại chỗ của ngôi làng bên đây ha. Và trước khi qua bên đó thì mình sẽ làm một cái coi cái cục đó tên là cái cục gì ta. Kiểu như là cái khối cho bác ấy học cái nghề vẽ bản đồ ấy. Đây, mình đã biết công thức rồi. Sệt xíu là ra công thức á mà. Mình sẽ cần thêm giấy nữa. Cỡ 3 giấy. Đây. Rồi. Cho vào đây, thế là mình đã có được một cái bàn vẽ bản đồ ha. Vậy là đầy đủ những thứ mình cần rồi. Và cái khiên sau trận chiến hôm qua thì nó đã hư gần hết rồi. Khá là ổn luôn, nên mình sẽ tạm thời mình treo nó lên đâu rồi ta. Chào vô giá chào đồ đi. Ủa, mất tiêu rồi. À đây, đập vài cái nó mới chịu hiện. quên, đi ngủ. Hôm qua là mình ghé làng ở ban đêm, làm phiền làng quá trời quá đất rồi. Nhiều khi bị mang vốn không chừng nữa. Thôi, bữa nay rút kinh nghiệm mình ngủ giấc cho trời sáng rồi hả qua ha. Rồi, bây giờ thì mình sẽ trở lại ngôi làng và mong rằng hôm nay mình có thể mua được một cái bản đồ xịn nha. Theo như kiến thức mình biết á, thì những bác vẽ bản đồ có thể bán ra cho mình một cái loại bản đồ chuyên dụng để mình tìm ra những cái công trình VIP á. Mình rất là muốn khám phá những công trình VIP như vậy. Hôm nay mới trở lại ngôi làng nè. Tìm một cái bác nào đang long nhong chưa có nghề. Đây, bác này là long nhong nè. Không có nghề nghiệp ổn định. Rồi, học nghề bác ơi. Con nên đóng cửa nhốt bác này trong liềm ta. Rồi, đầu tiên thì là một cái bản đồ bình thường thôi. Chắc mình sẽ đổi ra thật là nhiều giấy để mình mua. Ê, đi đâu mà vội mà vàng bác ơi. Đổi ra giấy rất là nhiều luôn nha. Xong, mua thôi. Mua sạch luôn. Một lần, hai lần. Tiếp tục. Bốn rồi. Sáu lần. Rồi, để cho bác ấy hồi phục lại. Chuẩn bị nè. Đấy, bác ấy đã lên rank rồi nè. Bây giờ thì đổi ra bản đồ khác. Bản đồ khám phá cái lâu đài Castle. Được chứ ta. Mình thử mình mua cái bản đồ này. Nó có lên nhiều kinh nghiệm không? 4 cái. À, mình phải có thêm ngọc lục bảo nữa à. Ồ, nó cũng lên đó nè. Mua một cái này trước đi. Sau đó mua thêm cái này có cho nhiều không? Cái bản đồ dungeon này mình đã từng khám phá rồi, nên mình sẽ mua để cho nó lên cái ống kinh nghiệm của bác ấy thôi. Chứ mình cũng không có muốn khám phá lại cái công trình này, tại lần trước mình bị gạt hết lần rồi. Chưa reset nữa, mình phải đầy ống này hay sao ấy. Không biết mình có đủ giấy không nữa, không đủ giấy về phải trồng mía thêm nữa nè. Tới công chuyện luôn. Mình nghi là mình không đủ lắm á. Chơi hết luôn. Không đủ. Ôi, bác ấy sale bây giờ còn có một. Một ngọc lục bảo với một cái la bàn là mua được luôn nè. Ui, từ từ mình thành khách VIP của bác này rồi. Ngon. Mua thêm một lần nữa. Một lần cuối cùng. Rồi bác ơi, bán cho cái bản đồ xịn đi bác ơi. Lên ganh vàng rồi. Bán gì đây? Monastery. Monastery nghe tên lạ lạ vậy ta, mà mắc nha. 8 ngọc lục bảo lần á. Hơi đắt.
mình sẽ mua thử một cái luôn. Còn số còn lại thì mình sẽ mua những cái bản đồ trên này ha. Nhưng mà bản đồ trên này thì nó không có lên nhiều kinh nghiệm lắm. Kệ đi, mình có nhiều mình mua nhiều nha. Hết tiền là nghỉ mua đó. Rồi, lên cấp lần cuối nào bác ơi. Lên cấp đi, lên rank kim cương nè. Ôi, rank ngọc lục bảo. Bán cho mình một cái, cái này gọi là cái ngọn núi hả ta? Mountain. Chính xác, mountain là một ngọn núi nè. Mình sẽ thử luôn. Rồi, và trong ngày hôm nay, sau khi giao dịch quá trời, thì mình đã mua được 3 cái bản đồ, tới 3 công trình khác nhau nè. Thảo mà khám phá luôn nha. Rồi, cất những thứ lặt vặt vô trong lại. Wow. Sau đó lên đường tiếp thôi nè. Mình đã mua bản đồ thì sẽ đi khám phá trong ngày hôm nay luôn mà. 3 công trình lận á, nên lần lượt mà khám phá. Ủa? Ê, công trình này sao kế bên vậy? Ngọn núi này kế bên à? Mèn đét ơi. Ngọn núi này kế bên mình thôi. Mình đi xéo hướng bên đây là tới nè. Nè, bây giờ nó mới chuẩn lên rồi nè. Hồi nãy đi lộn hướng á. Sợ thiệt. Rồi, nó bắt đầu lót ra rồi nè. À, trời ơi, ở đây có cái gì đâu. Chỗ này là lúc đầu mình vô mình gặp rồi nè. Hay là nó nằm ở dưới ta? Pathfinder. Mình nghi lắm. Mình nghi là nó sẽ có công trình ở phía dưới đấy. Không thế nào khi không mà nó dẫn mình tới đây được. Mình sẽ thử xuống dưới kiểm tra coi như thế nào nha. Bịp bịp rồi. Dụ mình rồi. Xuống đây có cái quần đùi gì đâu. Trời ơi. Bịp vậy. Thôi, mất là vừa rồi. Bị bịp rồi. Xui vậy, mới cái đầu tiên mà đã bị bịp rồi. Không sao, thua keo này mình bài cái keo khác ha. Mình coi bản đồ này dẫn tới đâu đây. Castle. Một cái kiểu như là lâu đài ha. Và cái bản đồ này thì mình cần phải đi về hướng phía cái này là đông nam. Chính xác là đến hướng đông nam ha. Mình sẽ đi về hướng đông trước đi. Rồi, đi một mạch về hướng đông luôn. Băng qua lại cái vùng đất mà mình từng khám phá nè. Đây là cái lâu đài đầu tiên mà mình gặp. Nói chung thì cũng còn khá là nhiều kinh nghiệm ở khúc này ha. Rồi, băng qua một xíu nữa. Hình như cái vùng này mình chưa khám phá luôn hay sao nè. Bản đồ mình còn chưa lót ra nữa cơ. Ui, cái địa hình ở đây nó lạ thiệt á. Thiệt. Địa hình ở đây cực kỳ lạ luôn. Nó gồ ghề lắm. Nhìn lạ ghê ha. Tìm ra thêm một cái vùng đất mới nữa rồi. Băng qua cánh rừng này không biết tới đâu nữa đây. Rồi, trên bản đồ thì nó bắt đầu nó mở ra từ từ rồi ha. Sẽ đi sâu hơn về hướng đông thêm một xíu nữa. Hy vọng là trên đường đi mình sẽ gặp được thêm nhiều công trình khác. Ý? Thiệt. Chưa gì mình đã gặp thêm một công trình khác nữa. Ủa sao công trình này nhìn quen ta. Ê, lấy cái kiên. Ui, chơi vô mông. Chơi mà bắn vô mông người ta. Chơi mà bắn vô mông. Nó tàn hình khó chịu thiệt. À, công trình này nhìn quen vậy. Có kim cương. Có chút ngọc lục bảo nữa. Đang hết vốn mua bản đồ mà cho thêm đồ như vậy là khoái lắm. Thêm sắt nữa nè. Rồi, còn gì khác không? Tầng dưới đã xong rồi, lên tầng trên. Đừng có bắn nữa. Tôi chỉ lên tôi kiểm tra đồ giùm mấy anh thôi, chứ tôi có làm hại mấy anh đâu mà mấy anh bắn tôi vậy. Cho mình thêm một cái bản đồ nè. Rồi thêm vàng, sắt. Đủ rồi nha, bắn đủ rồi nha. Sức chịu đựng có hạn nha. Bắn. Thích bắn thì cho ha. Chầu trời luôn. Rồi, thêm kim cương nữa nè. Nói chung thì cũng tạm đi ha. Ngoài ra thì ở đây nó còn có gì không? Hết rồi.
Cái này là đi ra ban công hay sao nữa? Chính xác, chỉ là xong rồi ha. vơ được một ít đồ mang về cũng khá là tốt. Và mình sẽ trở lại với cái bản đồ tìm cái castle này, cái lâu đài này. Mình cần phải đi xéo lại về hướng nam lại một xíu, cạnh còn có ngôi làng luôn nè. Ủa? Ê, đừng nói. Rồi luôn. Cái ngôi làng này cạnh nhà của hai vợ chồng hung dữ thằng kia, lần trước mình đã dẫn các bạn khám phá khúc này rồi. Bị bịp hai lần rồi đó. Đừng để mình nóng nha. Hơi nóng rồi đó. Rồi tới cái bản đồ. Cái này là Monastery. Wow wow, cái này có vẻ lạ nè. Mình cần phải đi ngược lại hướng Tây Bắc nha. Hết đi về hướng Đông Nam, mình quành ngược lại hướng Tây Bắc. Bữa nay là mình quay xe 3-4 vòng rồi đó mà chưa khám phá được cái quần đùi hết. Cây tê không biết nữa. Và hôm nay là một cái đêm trăng máu nha, nên mình không thể ngủ được rồi. Chưa khám phá được công trình mà gặp đêm trăng máu nữa. Mệt mỏi luôn. Đang hết chấn bay thì mình gặp một cái. Cái này là cái khu mỏ sao? Nó có đường xuống luôn. Wow. Thử coi. Thử vận may luôn ha. Cái đường xuống nó rất là sâu luôn nha. Không biết là có an toàn hay không nữa. Lấy khiên ra trước đi. À, đây là một cái khu mỏ. Nhưng mà có vẻ bị bỏ hoang khá là lâu rồi. Tơ nhện tùm lum nè. Có những cái hướng đi riêng. Wow. Đã nha. Hướng này nhìn còn mới lắm nè. Không biết. Ủa, nó có xe mỏ chưa đường hai cái đằng kia. Ngon lành. Nhưng mà trong đây nhiều xương quá, nó bắn mình. Nên mình cũng phải né nó ra mới được. Thích bắn hả? Thích bắn thì cho bắn luôn. Là đây, cho nổ luôn. Nổ hết đi. Mình sẽ cho nó tự trừ khử lẫn nhau ha. Rồi né ra. Để anh thể hiện nào. Thôi, trở lại. Tập trung chuyên môn. Xong luôn, không có đồ luôn. Không có đồ xịn luôn. Hiểu luôn he. Cứ ít. Ủa sao mình gặp cái con gì nó cầm viên ngọc lục bảo cơ. Khoan, để mình đi dạo một xíu. Ủa, về đây là khoáng sản gì đây? Ice. Cái này, cái viên này là cái viên Rosen Diamond. Kim cương đóng băng. Kim cương băng. Mình làm được kiếm luôn nè. Áo giáp. Wow. Xịn lắm. Ê, con này. Người dám hổ báo cáo trộm ở đây hả? Ai cho người hổ báo cáo trộm? Con này chơi mà trội. Chơi mà chơi trội thịt dâm bay vô mặt mình. Chắc mình phải farm những cái kim cương đóng băng này thôi. Tại vì nó làm được một bộ giáp riêng luôn. Hình như là nó cộng cho mình 4 giáp và 3 độ bền. Nó yếu hơn cái giáp mà cho random của mình. Nhưng mà hình như nó có thể kết hợp với áo giáp Netherite để làm ra cái áo Netherite mà kết hợp với giáp băng. À mà nó yếu hơn giáp mình. Ok á. Sao kết hợp hai áo giáp lại mà sao lại yếu hơn cái giáp mình ta? Buồn vậy. Được 3 cái nè. Như vậy thì nó sẽ xuất hiện ở những cái hang thấp giống như vậy ha. Ok, có thêm một manh mối nữa. Tuy công trình này nó không cho mình đồ nhưng mà nó cho mình thêm một cái manh mối để mình còn biết đường đào kim cương băng trong tương lai nữa. Thôi chắc đi lên trên thôi, để trở lại với cái bản đồ Monastery của mình. Ý. Trước khi lên thì mình có đi qua bên đây một xíu, mình gặp cái con này giống như con rùa á. Ờ, chính xác rồi, đây là một con rùa ha. Rùa gì ngộ ta, trên lưng nó có mọc cái gì luôn cơ. Ghê thiệt. Cái hang này nó khiến mình bị bánh cuốn ấy. Cứ muốn đi tiếp thôi. Chết rồi, bị nghiện rồi, nghiện đi khám phá hang rồi. Nghiện là dở rồi. Nữa, lại có kim cương băng. Đào luôn. 10 viên rồi chứ đâu có ít đâu. Còn gì khác ở chỗ này không? Kìa, mặt trăng máu nó lên tít ở trên luôn rồi cơ. Mình đi từ lúc mặt trăng chưa mọc mà tới mặt trăng gần lên tít trên đỉnh rồi.
Vẫn chưa tới cái chỗ Monastery nữa. Có vẻ nó khá là xa đấy. Ở đây có thêm một ngôi làng nữa nè. Mình bay lâu á, thành thử ra cái khả năng load map nó ngày càng bị giảm đi nè. Mình bị gì rồi? Bay nhiều nó lắc tới vậy luôn rồi đó. Cắm đầu xuống đất luôn rồi kìa. Bởi vì là một nhà thám hiểm cũng đâu có dễ đâu. Cắm đầu xuống đất là một chuyện rất là bình thường luôn. Rồi, mình đang đi tới một cái... Ui, đây là băng cướp rồi. Nguyên một băng cướp luôn. Doanh trại của bọn chúng á. Ui, thôi 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 thôi. Té. Ây da, ây da. Bay. Bay tiếp thôi. Tới chưa? Ủa? À, Monastery là cái... cái ngôi làng này. Màn đét ơi, hàng dẹp. Giờ thì mình nhớ rồi. Nó là một cái ngôi làng mình từng khám phá. Ôi, ngủ giấc đỡ cay. Ôi mà quên, bữa nay là đêm trăng máu sao mà ngủ được. Thì cái tình cay tới tên. Nãy giờ không có được cái chiến lợi phẩm gì luôn á. Úi, đằng kia mình thấy có con gì cả. Từ từ. Thấy đây có con gì nhìn lạ lắm. Lần đầu mình gặp luôn. Ui, đây là tên gì đây? Mình sẽ đổi sức cho nó. À, tên này tên Pháp Sư. Nó rất là ngọc lục bảo nè. Ghê thiệt. Một mình nó thôi mà nó tạo ra cả đống lửa mà trời luôn. Ghê quá, ghê quá. Té thôi. Bác dân làng này thì lại ra cho mình những cái bản đồ khác nè. Lần lượt là một cái Distant Theater, rồi Lighthouse, cũng như là Mushroom Mine gì nè. Hay da, ba cái mới luôn hả? Lại tốn tiền rồi. Vô mình mua gì đây? Distant Theater. À, cái đầu tiên. Một cái. Tiếp theo thì mình cần có 9 hả? 9. Chính thì mình xem. Ủa, sao vẫn là cái này? Ừ, sao mình không bấm được chọn à? Mình không được chọn. No. Ok, vậy trước mắt mình khám phá cái Distant Theater này trước đi. Ui, đừng nói reset. À, hên quá. Không có reset, tưởng đâu reset là tới công chuyện luôn á. Lỗ. Reset là lỗ vốn á. Rồi, bây giờ đã có một cái bản đồ mới rồi. Lại bắt đầu một chuyến khám phá mới thôi. Mình mong là cái này thì nó sẽ cho mình công trình đàng hoàng nha. Công trình mới. Chứ giống như ba cái từ nãy giờ nó bị trùng hoặc là không có gì thì buồn lắm. Và cái này thì mình cần phải bay về hướng hướng nam là nhiều ha. Ok, đúng hướng rồi. Cứ thế mà phi thôi. Phi thẳng về hướng nam. Và trước khi đi thì để mình tấp vô cái nhà của mình để mình làm cái con chuyện này cái đó. Quên mất một điều là trong chuyến khám phá trước thì mình đã có thêm một cái phôi netherite rồi. Phôi netherite mình để ở đây. Đấy, với một phôi này thì mình sẽ kết hợp với một cây kiếm kim cương á. Kiếm kim cương thì để mình làm ra cái đó. Làm mới có kiếm được. Đây. Gớt. Rồi. Có được kiếm kim cương thì mình sẽ nâng lên thành một cây kiếm netherite ha. Để mình còn kết hợp với ultimate netherite nữa. Là một cây kiếm ultimate luôn. Nghe là đã xịn rồi. Nâng cấp lên thử nha. Ten ten ultimate. Nó có cái bonus tên là install kill. Ui. Kiểu như là giết lập tức luôn á. Tới công chuyện. Hình như đây là cái kiếm có thể one shot hay sao ấy. Giờ thì bay lại công trình để test luôn nào. Hôm nay là test kiếm mới cũng như là khám phá công trình mới luôn nha. Cái Distant Theater này theo như trí nhớ của mình là mình chưa khám phá bao giờ. Cái tên nghe lạ lắm. Mong rằng nó là một công trình mới hoàn toàn nha. Ý. Trên đường đi tìm thì mình thấy một cái vùng đất rất là lạ luôn. Cánh rừng rõ tàn. Oh. Đây là con quái vật gì ấy? Chết rồi, mình lỡ đánh nó chết luôn rồi.
Kiếm này một hit một lần đi à. Cái khói này là khói Amber, không có công thức liên quan. Và vô cái vùng này thì mình sẽ bị đào chậm cũng như là yếu đi nha. Cái vùng này nguy hiểm quá, tại vì nó kiểu như bị cháy rụi rồi. Nha, cây các lá các thứ bị cháy hết trơn luôn. Không biết trên vùng đất này nó còn có cái con gì khác không. Cái con này hình như nó không có đụng. Ồ, nó cuốn mình đấy. Né nó ra mới được. Mình thử đi một vòng coi. Nếu mà không có công trình gì thì thôi mình đi tiếp. Tại vì mình thấy cái vùng đất này nó lạ lạ nên mình muốn ghé lại một xíu. Ồ, có vẻ nó không có công trình gì gần đây rồi. Mình sẽ tiếp tục cái hướng đi về cái công trình Distant Teeter này ha. Mình đi xa lắm rồi đó mà vẫn chưa thấy nữa. Không biết nó nằm chỗ nào mà xa dữ gì trời. Thiệt sự luôn á. Gần hết pháo bông rồi mà chưa tìm thấy nó đâu hết. Hy vọng là nó sẽ cho mình phần thưởng xứng đáng nha. Một công trình hoành tá tràng để mình vô mình khám phá cho nó đã. Cái nơi mình coi muốn khám phá mà không cho người ta công trình để khám phá hơi bị nóng nha. Cái chấm trên bản đồ nó bắt đầu nó to to rồi đó. Hình như gần tới rồi đó. Mình thấy là nó bắt đầu to to lên rồi. Nó nhúc nhích rồi kìa. Cố lên, cố lên. Thẳng tiến về hướng đông nam nào. Ủa, cái vùng này bắt đầu nó cao dữ vậy. Mình đi rất là nhiều nơi rồi đó, nên bây giờ cái khả năng lót map nó đã bị giảm đi rất là nhiều rồi. Thỉnh thoảng nó cứ bị đơ đơ trắng màn hình giống như vậy nè. Máy mình nó lót không nổi luôn á. Rồi, giờ trở lại dùng đất nấm nữa. Gần tới rồi hay sao kìa. Trên bản đồ nó mở ra rồi kìa. Mình không có thấy đường gì trơn á, tại vì nó lót map lâu quá. Đi bộ luôn đi, mệt quá. Ui, cái gì đây sao? Thấy chưa? Bay dù nó lắc rồi. Kệ mình đi bộ đi, tại vì cũng gần tới rồi, đi bộ cho chắc á. Bay lắm nhá, đâm đầu gốc cây chết bây giờ. Rồi, và nó nằm ở phía trước mặt mình rồi nè. Yeah, tới rồi, cuối cùng thì cũng gần tới. Ủa, cái này con chuột hả? Con gì nhìn nó ghê vậy? Ủa, né ra. Gần tới công trình tự nhiên bị con nào lạ là nó cắn phát chết đi về nhà báo nữa. Rồi, tới chưa? À, tới rồi nè, phía trước. Đúng không? Dấu ích trước mặt rồi cơ. Cô lên thử. À, kia kìa. Tới rồi. Yes. Cuối cùng mình cũng đã tìm ra cái công trình này. Mình coi cổng vào nó nằm ở đâu. It's show time. Mình nghe tiếng con nào nó cười ngay đây nè. À, nó cười đểu mình. Con này láo. Lối vào đâu? Xin có lối vào. Đây, lối vào đây rồi. Cất bản đồ này vô mới được. Ui, cướp làng. Cướp làng, bây giờ kiếm xịn của ta đấy. Một hit là cho ngươi ha. Ném mùi đất liền. Ui. Này thì láo nháo. Kiếm này mạnh quá. Một hit là đi hả? Một hit là đi nha. Một hit là đi. Rồi, phía trước mặt mình là cái tên. Ui, hắn làm gì á? Ui, hắn thả ra con thỏ. Ui, con thỏ gì nè? Con thỏ hung dữ. Tàn hình á. Ui, nó phóng bài kìa. Tàn hình. Để mình chặt phát là đi luôn nè. Ui. Để mình lại mình chặt phát. Người bị biểu diễn hả? Quá dữ. Cái tên nó giống như là một tên ảo thuật gia vậy đó. Nè, mình đổi cái nón của hắn nè. Rồi, hôm nay mình cosplay một ảo thuật gia luôn nha. Cái này nhìn giống như cái micro vậy ta. Đúng rồi đó, y gan cái micro luôn. Dạo. Trong chương trình ngày hôm nay thì mình sẽ biểu diễn bài hát đó chính là... À thôi đi, dẹp đi. Không biết hát ngồi đâu. Ôi không, bác dân làng bị nhốt. Bác này tên là Larry.
Trời ơi, bác này bị nhốt. Hay da, mình đã cứu được một bác dân làng rồi. Hôm nay mình đã làm được một chuyện khá là tốt ha, nhưng mà trong đây nó không có đồ hết ta. Cái này giống như là một cái phòng, cái phòng xem ảo thuật kia đó nè. Này là ghế ngồi nè, mình lên trẩm mình xem ảo thuật đó. Mà tiếc là cái tên ảo thuật này là tên độc ác rồi, tên nó không có tốt lành gì trơn á. Ủa mà không có đồ hả? Có gì kỳ vậy Tàn? Tự nhiên mình vô mình quýnh cái tên ảo thuật gia đó xong là xong rồi đó hả? Rồi hiểu luôn. Hiểu luôn, hiểu luôn. Su cà na. Và nói chung thì cái tên ảo thuật gia đó cũng ghê thiệt. Có nhiều phép ấy, phóng bài rồi triệu hồi thỏ, quả cầu tím tím các thứ á, cũng khá là nguy hiểm đó. Nhưng mà tiếc là cái kiếm mình mạnh hơn, hắn không chịu nổi một hit. Trên đây có tuyết không ta? Đây, trên đây có chút xíu tuyết nè. Hôm nay thì mình muốn ấp thêm một vài cái trứng rồng á, ở trong đó có một quả trứng rồng rồng băng. Mình thì không có băng, mình thấy ở đây có tuyết thì mình thử mang về ấp coi có được hay không ha. Mình mong là nó có thể ấp nở thành công ấy, chứ để không thôi bây giờ mình muốn đào băng thì mình không có gặp được băng. Khó quá. Ở đây hết tuyết rồi, có chút xíu tuyết kìa. Được có 6 khối hả? Không đủ 9 khối nữa để làm thành một cái hình vuông ấy. Rồi luôn, hiểu luôn. Bay qua đây coi còn chỗ nào cao cao có tuyết không. Đây nè, đây nè. May quá, gần nhà mình vẫn còn ha. Rồi lấy thêm chút nữa. Đây, đủ đi, đủ đi. 8 khối rồi, một cục cuối cùng. Yeah, 9 khối. Về nhà và tiến hành ấp trứng thôi. Hôm nay á thì mình sẽ ấp hai cái trứng rồng luôn ha. 23 giờ ta. Để mình coi coi điều kiện mình ấp được bao nhiêu trứng thì mình ấp bấy nhiêu thôi. Mình ấp được trứng rồng Ether nè. Rồi trứng rồng băng nè. Nether hả? Nether ấp luôn. Nhưng mà mình phải xuống địa ngục á. Muốn ấp trứng rồng Nether thì mình phải xuống địa ngục để mình lấy một ít cái khối mắt mà mang lên trên ha. Rồi trước mắt thì mình sẽ làm ở đây một cái chỗ ấp trứng rồng băng trước nè. Đó, ngay chỗ này. Chỗ ấp trứng rồng băng ha. Rồi giờ thì xuống địa ngục lấy ít khối mắt ma đem lên nè. A few moments later. Tiếp theo là chỗ ấp trứng rồng rồng này là rồng Nether ha. Ô con nhện, người chán sống rồi. Người chán sống rồi. Bây giờ cái kiếm của mình quýnh với con yếu là một hit một là đi đó. Rồi bây giờ thì mình sẽ ấp trước trứng rồng băng ha. Để ở đây. Trứng rồng Nether mình sẽ để kế bên. Đi ra chỗ khác mới cưng. Mấy cưng hết chỗ chơi rồi hả? Rồi mình sẽ kích hoạt quả trứng lên. Đó, kích hoạt lên. Xong hai quả trứng rồi. Giờ thì tới chỗ cao nhất. Đây là cái chỗ mà lúc mình xây lên thì cũng hơi sợ thiệt. Tại nó bị cao quá ấy. Rồi đáp lên nè. Chỗ cao như vậy thì mình sẽ ấp trứng rồng bầu trời ha. Kích hoạt lên nè. Vậy là mình đã xong cái công đoạn kích hoạt trứng rồi. Giờ tới công đoạn là mình sẽ chờ ha. Đây đúng cao luôn. Đáp xuống. Ê! Trời! Wow! Hay ghê luôn. Ấp trứng rồng Nether thành trứng gồm lửa luôn. 10 điểm luôn. Cái này là sự cố nhưng mà thôi kệ đi. Mình sẽ giữ luôn ha. Dù sao thì vẫn là rồng mà mình ấp ra mà. Mình sẽ giữ luôn. Mình nghĩ là cái trứng rồng này, hai trứng rồng này sẽ nở trước trứng rồng Ether, trứng rồng bầu trời á. Tại vì mình gần hơn á. Sợ trên kia cao quá mình không có lót chân tới. Thôi chắc giờ mình chờ, mình cũng đâu làm gì đâu, mình ngủ đi. Cho mấy em rồng nở ra ban ngày thì nó sẽ đỡ có quái làm phiền cái công đoạn mà mình dắt đi chỗ này chỗ khác á. Mình ngủ cũng ngủ không được nữa nè. Ê, đây rồi. Đợi rất là lâu thì cuối cùng cũng được đền đáp rồi ha. Mình sẽ thu phục lần lượt từng em. Đồng bằng trước. Cái gì? Không hát làm gì vậy? Cá đã dành cho rồng chứ không có thu phục cưng đâu. Ngồi xuống cưng. Đồng bằng đã xong rồi, tới rồng lửa. Khá
mấy em này khá là khó tính á, mình thu phục rất là lâu luôn. Rồi xong Vinh à, cuối cùng thì cũng đã có thêm rồng băng vào rồng lửa và còn một em rồng bầu trời nữa, không biết là có nở chưa. Hay nở luôn rồi. Yes. Anh không, nhưng mà bây giờ đáp lên đó là một vấn đề luôn nè. Vì mình xây nó kiểu nó cao quá mà nó hơi nhỏ nên rất là khó đáp. Đó. Tiếc luôn. Đâu rồi, đâu rồi? À đây, 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 đây. Đáp vô, đáp vô. Thành công. 7 con cá cuối cùng. Anh hết rồi, chịu nha. Chịu nha. Yes, một cái là được luôn. Mình sẽ xuống dưới lần nữa và lần này mình sẽ rút kinh nghiệm. Hy vọng là em rồng sẽ tay le xuống chung với mình. Ngon, rồng tay le xuống chung với mình rồi. Xuống đây cưng. Xuống đây, xuống đây. Lên đây, lên đây, lên đây. Mình cho đứng gần gần nhau đi. Ba anh em rồng nở chung một ngày nha. Rồng bầu trời, rồng lửa và rồng băng luôn. Vậy là bộ sưu tập rồng của mình á gần hoàn thành rồi. Mình đã có tổng cộng là 6 em rồng rồi ha. Quá là đã, trong tương lai thì sẽ còn nhiều cái ụ giống như vậy cho những em rồng vừa nở ha. Và nói chung trong chuyến khám phá ngày hôm nay, mình đã tìm ra được một cái giống như là một cái rạp biểu diễn ảo thuật của một cái tên ảo thuật gia, mang được cái nón của hắn về. Đồng thời cũng làm ra được một bộ vũ khí mới nè. Một cái cây kiếm ultimate ha, có thể one shot được những cái con ưa cà khẹ mình là mình one shot nó luôn. Mình one shot nó luôn. Đấy, giống như vậy. Rồi, mong rằng những chiếc có sao thì mình sẽ sử dụng thanh kiếm này để đánh bại nhiều cái con quái vật trong những công trình khác nhau và lấy được nhiều đồ xịn về. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những chuyến khám phá kế tiếp ha. Bye bye.